Chị quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy AHA, kênh YouTube chuyên chia sẻ cũng như giới thiệu về các loại sản phẩm máy móc chế biến thực phẩm. Video hôm nay thì Điện Máy AHA sẽ hướng dẫn các anh chị cách thức sử dụng một chiếc nồi nấu phở 80 lít 2 ngăn sử dụng 100% là inox 3.4 cao cấp. Đây là một trong những chiếc nồi nấu phở mà được rất nhiều anh chị sử dụng và cũng như là có phản hồi rất tốt về chiếc nồi nấu phở này, tại vì chiếc nồi nấu phở này một nồi nhưng chia làm 2 ngăn và 2 ngăn độc lập nhau và hệ thống điện độc lập nhau, thì nó sẽ cho một công năng dụng rất là tiện ích mà chúng ta có thể nấu được nhiều món khác nhau và hoặc là vừa ninh xương mà vẫn vừa đun nước dùng được. Đây là những cái công năng rất nổi trội của chiếc nồi nấu phở 8 lít 2 ngăn này. Thì để sử dụng được chiếc nồi nấu phở 2 ngăn này thì các anh chị lưu ý giúp em là trước tiên anh chị cần phải đấu điện nhé. Đây, như dây điện nguồn của Điện Máy AHA có chuẩn bị sẵn đây rồi này, thì các anh chị vui lòng kết nối dây nguồn này với những chiếc cầu giao điện hay là những chiếc automat ở nhà các anh chị đã để chờ sẵn. Ngoài ra phía sau nồi còn có một phần dây tiếp điện nữa. Đây, dây tiếp điện như Điện Máy AHA có chuẩn bị sẵn đây rồi. Đây chính là dây tiếp điện để chống rò rỉ điện. Khi mà điện rò rỉ ra thân vỏ nồi nấu phở này thì anh chị nó sẽ theo cái dây tiếp điện này truyền xuống đất. Các chị vui lòng kết nối dây này với một chiếc đinh và đóng xuống phía sau nồi giúp em. Đấy là cái phần điện. Thì như vậy thì sau khi các chị đã kết nối điện nguồn cũng như là kết nối dây tiếp điện thì các chị lưu ý giúp em là chúng ta sẽ tiến hành đổ nước nhá. Anh chị mở nắp ra thì anh chị đổ nước giúp em. Bên nào anh chị linh xương hay là bên nào đun nước dùng gì đó thì các chị bắt buộc phải đổ nước cho em. Thì sau khi đổ nước vào rồi, nước tối thiểu phải ngập thanh điện trở. Anh chị lưu ý em nhé, phải ngập thanh điện trở, ngập càng nhiều càng tốt. Nói chung là như vậy thì nó sẽ an toàn và nó sẽ đúng tiêu chuẩn để đun. Thì chúng ta sau khi đã đổ nước rồi thì các chị sẽ tiến hành bật điện giúp em. Đây, trên mặt điều khiển của chiếc nồi nấu phở này có hai phần cụm điều khiển điện, cụm chỉnh nhiệt riêng biệt nhau. Đây là cụm chỉnh nhiệt của thanh nhiệt số 2 ở bên phía ngăn bên tay trái. Còn đây là cụm thanh nhiệt này số 1 ngăn ở bên tay phải. Thì chúng ta sẽ cụm nhiệt này sẽ điều khiển ngăn thanh nhiệt đi trở trong ngăn bên này, ngăn bên tay trái, và cụm điều khiển này sẽ điều khiển thanh nhiệt ở phía bên tay phải. Thì sau khi các chị đã đổ nước thì các anh chị sẽ tiến hành vặn cái cụm chỉnh nhiệt này lên mức 110 maximum luôn. Thì khi vặn lên anh chị sẽ thấy là cái đèn báo đỏ này sẽ sáng này. Đấy, thì tiếp theo các chị sẽ chỉnh nhiệt bên tay phải thì các chị cũng vặn lên mức 110 cho em, thì khi đó đèn báo xanh nó cũng sẽ sáng. Thì sau khi các chị vặn lên rồi vào khoảng thời gian nhất định khoảng tầm 20-30 phút thì nước ở trong nồi nó sẽ sôi, thì các chị sẽ vặn nhỏ cái cụm chỉnh nhiệt này xuống ở cái mức là khoảng từ 80 đến 90 độ và sẽ để cho cái quan sát cái mức độ sôi ở trong nồi này. Anh chị muốn sôi to thì vặn lên một chút và muốn sôi nhỏ hơn nữa ta lại vặn trả về. Đây là một cách thức mà rất tiện lợi, điều chỉnh nhiệt độ rất tiện lợi. Đấy là những cái mà chúng ta sẽ dễ dàng thấy ở chiếc nồi nấu phở điện liền 80 lít này. Khi mà chúng ta muốn dừng hẳn chúng ta sẽ vặn về hết bên trái về không này. Đó, thì khi đó thì là cái nồi một bên sẽ ngắt hoàn toàn và nửa bên phải vẫn hoạt động bình thường. Mà khi các anh chị không muốn đun ở bên đây trái nữa, muốn xả nước đi thì các anh chị vẫn sẽ mở cái khóa này. Đây, mở khóa này xả nước đi, trong khi đó thì bên ngăn bên phải vẫn hoạt động bình thường. Đây là cái yếu tố rất quan trọng, hai ngăn này độc lập nhau mà chúng ta có thể vừa đun mà một bên không cần không có nước chúng ta vẫn hoạt động được. Đây là những cái mà ưu điểm rất lớn của chiếc nồi nấu phở 80 lít này. Thì quý anh chị có quan tâm thì cũng vui lòng liên hệ với số hotline của Điện Máy A ở góc phải màn hình, thì các anh chị liên hệ với Điện Máy A để được Điện Máy A tư vấn. Thì trên đây em đã giới thiệu các anh chị, hướng dẫn anh chị cách thức sử dụng cho một chiếc nồi nấu phở 80 lít loại 2 ngăn dụng inox 3.4 cao cấp. Thì các chị có quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ với số hotline của Điện Máy AHA. Xin cảm ơn các anh chị.